coi cái con này nó dài gần 1 mét nè. Đó, kéo lên Tuấn ơi, đó. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người coi màn trình diễn tốt không. Gì vậy, làm gì vậy? Tao kêu là vũ điểm tốt không. Trời, quất luôn mẹ ơi. Mày giống một con thiên nè. Đúng rồi, con thiên đây là con tôm hùm bông siêu to khổng lồ. Ủa, tôi nghe nói con này hiếm lắm, ở Việt Nam có mấy chục con ạ? Chính xác, ở Việt Nam có hơn 50 mấy con thôi mà bà Dê đã sở hữu được một con rồi nè. Đem vô mình nuôi chút có ăn hả chị? À, ăn chứ anh. Ba coi ổng quậy kìa ba. Quá gì vậy? Hả? Ba qua ố là la chào tất cả các tình yêu đã quay trở lại với kênh Mẹ Bỉm VV nữa rồi nè. Đó, hôm nay chúng ta lại tiếp tục thực hiện clip cho các tình yêu xem. Mà hôm nay bà Dê quyết định là sẽ không làm chủ đề Mẹ Bỉm nữa. Tôi sẽ múp bang. Múp bang là phải bận đồ đẹp giống như vậy đó hả? Tất nhiên rồi anh, ăn cũng phải xinh đẹp chấn động chứ anh. Ôi, thật là chỉnh chu. Ủa nhưng mà múp bang là cái gì vậy ta? Múp bang là anh kiếm gì mà anh bỏ cho cái mỏ là được. À, là gọn liền. Hiểu lẹ ghê. Bây giờ mình ăn lắc tay rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Không phải người lắm sao ăn được? Chứ ăn cái gì? Ăn cái gì ngon xíu. Ăn con này được không Vy? Được, nhắm mắt lại, thả miệng ra. Ok la luôn, hôm nay nhà bà Dê sẽ múp bang một thùng hải sản siêu to khổng lồ. Đến từ đâu đây? Mở ra nơi. Từ là hải sản mít, càng mít càng ngon. Ừ. Vậy là mình ăn hải sản chung với mít hả Vy? Tào lao nữa, không phải là trái mít, mà cái mít là mít nhiều loại lại đó. À, hiểu rồi. Bây giờ mình mở cái thùng ra đi để xem bên trong có gì. Wow, ghê quá mọi người ơi. Lần đầu bà Dê thấy con nghêu bự như vậy luôn á. Đúng rồi, cái này là bà Dê mua tới 5 kg nghêu lợn để cho nguyên một nhà về ăn luôn. Xỉn. Còn gì vậy thằng lòn với anh? Trời ơi, cái gì vậy? Không biết nữa. Ở này giống cái súng của ta. Có ốc dò voi không ta? Không, bữa ăn ốc dò voi rồi. Không biết là em không nhớ là em đặt cái gì nữa, để mở ra thử nha. Trời ơi, cái gì mà nó động đậy vậy mới rồi á? Gì động đậy vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì động đậy vậy? Ủa nó còn sống á? Nó bự quá. Ủa nó vũ, nó vũ. Rồi để xuống. Đồ ơi, thấy ghê không bé? Con này con tôm hùm bông mới bị. Đúng rồi, đây là con tôm hùm bông siêu to khổng lồ. Ủa, tôi nghe nói con này hiếm lắm, ở Việt Nam có mấy chục con ạ? Chính xác, ở Việt Nam có hơn 50 mấy con thôi mà bà Dê đã sở hữu được một con rồi nè. Đem vô mình nuôi chút có ăn hả chị? À, ăn chứ anh. Bây giờ bà Gia sẽ review thêm kỹ hơn về bé yêu này nha. Thì bé này được gọi là tôm hùm bông thiên nhiên nha mọi người. Là giống như... Trời ơi, tức là hả, cái bạn này là không phải là nuôi mà mình sẽ hả bắt ngoài thiên nhiên ở ngoài biển luôn. Đã vừa đem vô là hả mình quất luôn mấy bé ơi. Trời ơi, coi cái con này nó dài gần 1 mét nè. Đó, kéo lên Tuấn ơi, đó. Trời ơi, đây. Đấy. Trời ơi, 1 mét mấy luôn. 1 mét mấy luôn mấy kêu, đó. Quá xịn sò. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi thấy con tôm mà nó dài vậy luôn á. Chính xác luôn à. Mà đặc biệt á là mọi người có thể nhìn thấy cái họa tiết trên cái lưng của nó nè. Đây, nó xanh xanh, cam cam nè. Rồi hả, có thêm màu đen đen nâu nâu nữa. Rất là lạ luôn. Ủa, vậy là cái con này nó sống dưới biển tới mấy chục năm lần hả? Không biết nhiêu năm nữa mà người ta hả vừa thấy nó ta bắt lên luôn á anh. Mà size này là size khủng nhất Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta chỉ có mấy chục con thôi. Rồi bà Dê đã order về để cho mọi người xem à. Bây giờ mình sẽ búp bang cái con này hả Dê? Chính xác luôn, xíu mình sẽ búp bang thêm nghêu nữa anh. Thôi tôi ăn con này à. Ê khôn quá vậy, con này mắc hơn nghêu nhiều. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người coi màn trình diễn tôm hùm. Gì vậy, làm gì anh? Ta kêu là vũ điểm tôm hùm. Trời ơi, sao nó nhảy dữ vậy? Nè đâu, giờ quay kỹ vô thấy mặt nè. Trời ơi, nó có hai cái sừng ở đây nữa nè. Đúng rồi, mà mấy con nào mà có sừng là sống lâu năm rồi anh. Ôi gai không rồi Vy ơi. Chính xác luôn, quá xịn xò. Ủa mà con này nó nặng bao nhiêu ký vậy ta? Không biết nữa, chắc con này chắc ký. Đâu ra, chắc tầm 3 ký nhờ. Bây giờ bà Dê sẽ dùng chiếc ống nước này xả vô cái nồi để mình bắt đầu luộc tôm hùm bông đã. Xả vô đây. Trời ơi, quá đã luôn mấy keo ơi. Trời đất ơi, gì vậy anh? Cái gì vậy bà đợi? Gì vậy? Vô người em đi nghe. Quá trời bà đất. Ba coi ổng quậy kìa bà. Quá gì vậy? Hả? Ba quậy à? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Bây giờ anh Đức sẽ bắt con tôm bỏ vô nồi nha mấy kêu rồi. Đây đây. Trời ơi, nó làm gì vậy anh? Gặp nước quẩy à. Trời ơi, nó gặp nước nó hết hồn, nó hú hồn á mọi người. Nghe lại anh đặt. Trời ơi, tính ra là hả bạn này hả đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn còn sống luôn á nha, rất là khỏe luôn. Trời đất ơi. Banh người.
đó đó, bây giờ anh Tuấn và anh Đức sẽ khép chân bạn ấy lại. Cho gọn gàng trong nồi. Ê. Ok, bây giờ chỉ cần đợi con tôm nó chín thôi. Ồ, cái la lon nắp đâu? Ủa, sao ôm lấy nắp lấy mâm vậy? Ủa, bán về chai rồi. Tào lao thiệt rồi. Tăng 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 tăng. Wow, đã hoàn thành rồi mọi người ơi. Sau hơn 30 phút luộc con tôm thì... Ủa, sao nó nhỏ dữ vậy anh? 15 hả? Nhưng mà sao nó nhỏ xíu vậy nãy chứ nó bự lắm nè. Thì hồi nãy nó dài 1 mét, bây giờ luộc lại nó còn nửa mét thôi chứ mà muốn 1 mét sao được. À, cũng đúng. Trời ơi, luộc lên cái lạ hát một màu cam rất là chấn động bờ kè luôn nha ke. Trời ơi, nóng quá anh ơi. Thôi bây giờ mình phải dùng dụng cụ để mình vớt nó lên đi anh. Đó, trời ơi, xíu to okay, như mấy kia. Mình để cái mầm lên cho thầy giùm tôi. Okay, ok, ai đặt em bé lên, đó. Trời ơi, cũng bự dữ nha keo. À, chín là chín đều hết, từ trên đây xuống tới đây luôn mấy đứa ơi. Tiếp theo mấy tình yêu ơi, đó là bà Gia sẽ luộc ngao. Hôm nay mình sẽ làm ngao hấp xả. Đó, bây giờ anh Đức sẽ bắt đầu cắt những cọng xả vô. Bây giờ mình sẽ bỏ ngao vào. Ngao này không phải ngao sông nha anh, là ngao biển. Ôi, mà ngao biển này là xả chỗ cái gì em? Trời đất ơi, hú hồn nồi canh. Đây. Con nghêu bự chị. Đây 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 đây, bà Dê vô cho mọi người xem. Đó, một con nghêu là nó bự bằng nửa bàn tay của bà Dê luôn. Đó, cái này nghêu gọi là nghêu biển cycle. Ê, luộc hết rồi hả? Chứ sao? Trời đất ơi, ăn ít thôi, ngày mai ăn tiếp chứ luộc hết ăn sao nổi. Đéo nữa. Bình thường á mà luộc nghêu bà Dê phải bỏ thêm một tí xíu muối vô à để cho cái nồi nghêu được ngọt ngọt. À, bây giờ mình sẽ đỡ vô nha. Trời đất ơi, quá đã luôn nè. Ủa cái gì? Nhiều quá. Đâu nhiều đâu, không có nhiều. Trời ơi, này nghêu nhiều mà anh. Mà đặc biệt nha, em bỏ vậy là nó ngọt ngay à. Bà làm cái gì thì nó mặn thì co. Trời ơi, không tin anh thử đi. Mặn quá. Mứt đen tôm hùm bông khủng nhất Việt Nam cùng VV đã. Ở đây là cái con tôm này nó tới 3kg luôn phải không? Đúng rồi, tất nhiên rồi, con tôm này là 3kg. Mà 1kg của nó bà Dê nghe đồn là bán tới tầm 3,5 triệu. Thì con này là tầm 10 triệu à. Bình thường cái con này là tầm 1kg mấy, 1,5kg là lớn rồi đó. Mà con này tới 3kg luôn. Thì con này nó khổng lồ mà anh. Đã, đặc biệt là bà Dê có luộc thêm nghêu biển mà cycle là size khổng lồ nha mọi người. Và có kèm theo nước chấm thần thánh bên làng hải sản mít. À, còn có cái này là cái muối tiêu thần thánh. Đúng rồi, muối tiêu thần thánh này là mẹ phái đó phải không mẹ? Đó. À, chính xác luôn mẹ. Mẹ bà Dê rất là phái. À, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn mẹ, ăn mẹ, ăn mẹ. Ủa mà con này đây mẹ ăn không có ngon. Ủa kệ vậy. Vậy đi, vậy đi anh ơi. Đi ra để em với mẹ ăn trước cha. À, rồi xích vô luôn mẹ ơi. Bây giờ thì bà Dê sẽ mở ra ha. Đó, bây giờ bà Dê sẽ xắn nó ra nghe. À, đây. Ui, trời đất ơi. Quá, thịt quá trời mà gạch không nè. Mời mẹ ăn ăn đã. Đây, bây giờ con sẽ chấm miếng muối tiêu chanh cho mẹ nè. Rồi mẹ nhai thử coi, ngon không? Thịt ok không? Đó, đây bây giờ bà quá Dê sẽ múc bàn. Ờ, quá ngon luôn, quá đỉnh cao. Đây là lần đầu tiên mẹ Dê ăn con tôm hùm khổng lồ này. Gạch siêu béo luôn. Thịt cực kỳ chắc nha. Đây, bà chấm với lại muối tiêu chanh thần thánh. Nói vẻ luôn mới kêu ơi. Đây nó hỏi mà. Đây con bóc thịt ra cho mẹ ăn. Quá rẻ quá rẻ. Rồi, vô miếng nước mà. Vô mà. Đó, đây là nước chè đắt thơm. Trời ơi, cắt xong cho anh, sao lâu dữ vậy anh? Trời cái này gai góc không mà khó cắt muốn chết luôn rồi, mà dễ cắt đâu. Trời ơi, anh Đức là chuyên nghiệp về cái vấn đề mà cắt đó mọi người. Tại vì á, anh Đức là người dân Cà Mau, bởi vậy là chuyên ăn cua đúng không anh? À, bình thường là mỗi lần mà ăn cua là anh Đức tàn lột cho bà Dê không à. À, coi tôi lột nè. Trời ơi, sao xịn vậy, gai quy miếng thịt luôn. À, trời ơi, xịn. Đây, thưởng cho anh Đức một miếng thịt cua. Ở lộn, tôm hùm. Rồi đây, bây giờ con sẽ cho mẹ ăn thử miếng này. À, ngay cái kè của nó cũng ngon ha. Nói chung là ha, nguyên một cái con tôm này. Đúng rồi, nguyên con tôm này bà Dê thấy là thịt chắc nè mà hả. Từng cái chân của nó, từng cái mình của nó là ngọt, mình thịt thơm lắm luôn. Trời ơi, quá đỉnh cao. Bây giờ tôi sẽ cắt hết con tôm này ra cho mọi người xem. Trời ơi, cái vỏ của nó cứng lắm mấy kèo ơi. Anh Đức là phải dùng cây kéo mà hả, tu luyện ngàn năm mới cắt được. trời ơi, chuyên nghiệp quá. Ôi, mình sẽ banh con tôm này ra.
Qua cuối cùng thì hả bé tôm của chúng ta đã hoàn thành rồi đây. Yeah. Quyến một bé tôm siêu đầu khổng lồ đấy. Con tôm mà nhìn bự như con hải sâm vậy trời. Ồ cái này ăn à, chắc là ngán một tháng trời luôn đó bé, nó siêu to luôn đây. Bự bằng cái bàn tay bà dê. Đó. Mày bố bà dê làm tô bún mắm khổng lồ mua con tôm thì về bỏ vô cái ghế. Không mình ăn mì gói anh mà có con tôm hầm mới chất. Ôi ôi nó dính cái đít luôn nè, nó cái đít nè. Ôi Quyến con tôm. Quá xịn luôn. Ủa cái đậu nó ăn được mà anh? Hả? Không con này bây giờ muốn dễ ăn mình phải cắt cái từng khúc. Đúng rồi, cắt từng khúc đi để mọi người cùng ăn chung với nhau luôn. Đây, bây giờ mình sẽ cắt từng sớ thịt để cho tất cả mọi người cùng ăn chung nha. Ê anh, cái này mà nướng phô mai chắc ngon dữ anh ha. Ừ, đó, tách ra hai miếng gì là nướng phô mai nè. Đó, đây mọi người. Nhưng mà hôm nay bà dê luộc ăn cho nó mặn thịt. Trời ơi, đây nè, từng sớ thịt của nó còn nóng hổi. Nồi canh luôn á mà, trắng bóc ha. Y chang thịt gà. Này, trời ơi đây nè. Dài hơn thịt gà. Đúng rồi, dài ăn thịt gà luôn. Dạ, sao mà ngon được bằng thịt tôm luôn. Đúng rồi, trời ơi, quá sợ dài. Nửa con tôm là bằng nguyên một cái tô thịt nè mọi người. Ăn thử miếng đi anh. Rồi, bắp ăn đi mà. Anh ăn cục quá anh bỏ chạy rồi. ăn nè mà. Dạ. Trời ơi, coi chừng nha. Đây bây giờ bà Dê sẽ chấm thử muối tiêu chanh. Tại vì hồi nãy giờ chưa chấm muối tiêu chanh này mấy kêu yêu ơi. Yes. Bạn nào thèm comment phía dưới là chữ thèm đi cho bà Dê. À bà quên nữa là đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh bà Dê đạt 4 triệu subscribe nha. Mình sẽ có 5 giây để nhấn nè. 5, 4, 3, 2, 1, ok luôn. Ê bà Dê, tôi thấy cái này đẹp quá. Không biết bây giờ mình xỏ lỗ mình làm con dây chuyền mình đeo cho Gino đi. Trời đất ơi, không có được anh ơi. Cái này bê mốt mà hả, nó hư nó hôi lắm. Đẹp quá. Đẹp gì mà đẹp đó. Ăn xong là mình sẽ trời ơi, cái này là từng sớ thịt, từng cái chân của con tôm nó đều có thịt luôn nha. Nên nó hả mình ăn nó không có bị uổng. À trời ơi, hú hồn nồi canh. Mẹ bà Dê là chuyên gỡ những cái chân. Nãy giờ là đang ăn chân mà thịt nhỏ vậy nè. Chân ngon. Cái con tôm này là mình ăn cả gia đình luôn chứ mà một người hay. Đúng rồi, em ăn hồi là em thấy là hả quá trời quá đất rồi nè, no rồi đó. Nhỏ thôi mà. Trời ơi. Trời ơi, sao mẹ em rút ra hay vậy? Trời ơi, sao nó như con rắn vậy mẹ? Cho nó lủng lẳng quá, chấn động. Thấy mẹ bà Dê gõ hay không? Chấn động liền. Rồi, quất luôn mẹ ơi. Giống như tập thiền nè. Trời ơi. Trời ơi, hơi dữ dội nồi canh. Trời ơi, công nhận chuyên nghiệp quá, mất ban chuyên nghiệp thiệt sự. Đó. Rồi bây giờ qua đây là thanh niên vẫn còn hì hục để gỡ được cái đầu con tôm. Trời ơi, cái đầu của nó mà gạch giống như là gạch cua vậy đó mẹ. Trời ơi, mà nhiều hơn gạch cua luôn mà. Ôi nhưng mà ăn gạch nhiều vô là bị sai chóng mặt á. Bình thường á thì mình có thể sử dụng cái gạch này để mình xào cơm cũng ngon á anh. Đúng rồi, mình sẽ xào cơm chiên ngon. Chính xác. Rồi ví dụ mà bạn nào mà ăn mà còn dư á là mình xé cái thịt này ra xong cái mình xào giống như là tôm chiên vậy mẹ, cơm thì gớm vậy. Cái gì vậy hay vậy? Trời ơi. Nói chung là bà Dê hôm nay mẹ Bỉm ăn xương xương sơ sơ vậy thôi. Mẹ Bỉm phải lấy thêm một phần nữa cho lão thái gia ăn nè. Chứ Gino thì chưa ăn được đâu mấy keo. Gino còn đang ngủ rất là say giấc nồng. Bởi vậy mẹ Bỉm sẽ xin kết thúc clip tại đây để mình tranh thủ mình ăn để mình vô mình chăm Gino nữa nha. Mọi người nếu mà thích cái clip hôm nay đừng quên là tặng cho mẹ Bỉm một like subscribe để ủng hộ kênh của tôi nè. Còn bây giờ thì bye bye.